phát triển kinh tế từ cây sen là nội dung chính được các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Theo nhận định của các đại biểu, hoa sen không chỉ có giá trị đặc biệt về tâm linh và tôn giáo, mà còn là cây trồng mang giá trị kinh tế cao. Tại một số địa phương trên cả nước có diện tích trồng sen lớn, đều có các chương trình phát triển sen quy mô phục vụ phát triển kinh tế và du lịch như Đồng Tháp, Bình Dương. Tại Hà Nội, sen Bách Diệp là giống sen quý, được trồng chủ yếu ở khu vực quận Tây Hồ. Tại hội thảo, đại diện quận Tây Hồ cho biết, địa phương đang xây dựng kế hoạch liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm sen trong chuỗi sản phẩm làng nghề Hà Nội gắn với du lịch, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tây Hồ thì cũng rất là tự hào và vinh dự khi có một cái loài sen gọi là sen Bách Diệp với mỗi bông có 100 cánh, và đây chính là một cái sen rất là đặc biệt, có một cái hương vị đặc biệt, và từ đó thì có cái nòi để tạo ra được cái người làm trà sen đã sản xuất được ra một cái loại trà sen rất là đặc biệt. Thì chúng tôi muốn là trong cái hội thảo này cùng với cả cái chương trình của lễ hội trong 5 ngày thì sẽ làm sao để tôn vinh được cái nghề trồng sen cũng như giá trị của cây sen, nhất là cái giống sen Tây Hồ để nhân rộng trong thời gian tới. Hiện địa phương này đang phối hợp cùng với các sở ngành nhằm khôi phục và phát triển diện tích trồng sen với quy mô lớn, phục vụ phát triển kinh tế, nông nghiệp và du lịch của thủ đô. Chúng tôi đã có một kế hoạch khôi phục ngay từ đầu năm 2024 với diện tích trên 7 hectare do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và quận Tây Hồ chúng tôi hỗ trợ cho các người dân để bảo tồn giống sen này. Và nếu như thành công, đặc biệt là thông qua lễ hội sen này, với sự hưởng ứng của nhân dân được chứng kiến với lễ hội sen, thì chúng tôi hy vọng là với đề án khôi phục tổng thể sen Bách Diệp quận Tây Hồ chúng tôi ở 18 hồ theo quyết định của thành phố không được lấp để trồng sen sẽ được triển khai trong diện rộng vào năm 2025 và những năm tiếp theo. Dịp này, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ công nghệ, xây dựng mô hình phát triển sen và hợp tác tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức, cá nhân, đại diện cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các hợp tác xã, doanh nghiệp trồng sen, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ sen cũng đã được ký kết.